Chào cả nhà, tôi là Hà Văn Phúc. Hiện tại tôi đã đang là cố vấn chiến lược phát triển kênh tổng đại lý của AIA Việt Nam với 20 năm cống hiến làm việc trong môi trường của ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và AIA Việt Nam nói riêng. Những dấu ấn đáng nhớ của văn phòng tổng đại lý Nghệ An qua tầm nhìn và sức mạnh lãnh đạo của anh Hà Văn Phúc mang đến cơ hội làm việc và phát triển cho hơn 2.500 người, mở rộng mạng lưới với 9 văn phòng tổng đại lý mới, góp phần nâng cao tầm vóc của AIA trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Ký kết hơn 30.000 hợp đồng bảo hiểm, phản ánh niềm tin và uy tín vững chắc mà khách hàng dành cho công ty. Kỷ lục về doanh số phí bảo hiểm thu được trong tháng 8 năm 2017 là 33 tỷ đồng. Cái khó khăn lớn nhất là mình chiến thắng chính mình thôi. Ngày xưa anh Phúc rất là sợ hãi cái nghề này. Tuy nhiên trên góc độ của một cái người làm quản lý nắm cái doanh nghiệp khác nhau với cả 600-700 con người mà mình chưa hiểu gì về bảo hiểm thì anh Phúc cần phải đi thẳng vào cái nghề này để tìm hiểu về nó, xem nó xấu hay nó tốt. Và đó chính là cái gì? Chiến thắng được chính mình là cái chiến thắng lớn nhất trong cái cuộc sống này, để mình khám phá là mình có những cái gì nó tốt hơn, có những cái gì mình có thể giúp mình đi đến thành công một cách như vậy là có ích cho cộng đồng, cho xã hội và có ích cho bản thân mình, cho gia đình mình tốt hơn. Trước đây khi mà quản lý những cái doanh nghiệp khác sản xuất ở các cái sản xuất và dịch vụ khác ấy, thì mình chỉ nghĩ làm sao mà mình làm thật nhiều tiền để cho mình trở nên giàu có thôi. Nhưng khi mà tới ấy rồi thì anh Phúc lại nghĩ có một cái góc nhìn nó hoàn toàn khác về sự phát triển đó, là dìu dắt được thật là nhiều con người để giúp cho họ đi đến thành công cũng như mình. Bạn hãy cho đi, cho thật nhiều đi, giúp thật là nhiều người thành công đi, tức khắc bạn sẽ thành công. Tại sao khi nói về ấy anh Phúc chỉ muốn khóc thôi? Vì sao? Anh yêu nó. Và anh yêu nó, tại sao anh yêu nó? Vì anh hiểu cái văn hóa của nó. Có thể gọi là ấy giúp cho con người trở nên hoàn thiện, chân thiện mỹ, nó thể hiện rất rõ trong văn hóa. Ấy giúp cho tôi trở nên hoàn thiện mà. Bởi vì nếu như bây giờ tôi đã và đang là ông chủ của một số cái doanh nghiệp, nhưng để mà viết được cuốn sách này thì không bao giờ. Không bao giờ giúp cho tôi được cái điều này cả. Nhưng AIA giúp cho tôi cái điều này. Vì ở trong quá trình làm việc với AIA, AIA cho tôi tất cả những cái thứ mà một con người hướng đến thành công cần phải có. Cụ thể, đó chính là cái sự giúp cho chúng ta bung cái nội lực của chúng ta lên. AIA muốn những nhân tố trong cơ thể của AIA là những con người trực tiếp làm việc cùng với AIA, đối tác làm việc với AIA, sống khỏe hơn, sống lâu hơn, sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, ấy lại còn muốn đưa cái đó ra ngoài, giúp cho khách hàng sống lâu hơn với con cái của họ, gia đình của họ, với cộng đồng, với xã hội, để cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời này, thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hơn. Yêu và nhiệt huyết với nghề, anh Phúc cũng là người luôn biết cách truyền lửa cho thế hệ đi sau, đồng thời không quên làm thiện nguyện tri ân cuộc đời. Ở AIA Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi và thành công của nhiều bạn trẻ, trong đó có không ít người do anh trực tiếp hướng dẫn và quản lý. Tôi là Nguyễn Ly Kha, là học trò của thầy Văn Phúc được hơn 11 năm rồi. Có thể nói là thầy là một người lãnh đạo cực kỳ tài ba, và thầy đã đặt được cái dấu ấn của mình lên rất nhiều các thế hệ học trò. Năm 2012 thì Kha may mắn được biết đến thầy. Và thời điểm đó Kha là một cậu học trò, là một cậu sinh viên thì đúng hơn, mới ra trường, cầm trên tay tấm bằng đại học và gần như không có gì. Rất là may được thầy nhận làm học trò, thì thầy đã chỉ bảo rất là tỉ mỉ. Thì đến bây giờ thì Kha có được như ngày hôm nay. Nhưng cái điều mà Kha có được lớn nhất từ thầy đó chính là cái cách sống đúng. Đó là cái giá trị nhân văn thầy muốn trao cho rất nhiều người. Và Kha nghĩ rằng thầy không phải làm việc để cho mình nữa, mà thầy đang làm việc cho học trò của mình. Thầy viết ra những cuốn sách, thầy mong muốn để lại cái nền tảng kiến thức, những cái gì thầy đã trải qua để cho thế hệ học trò có thể học được. Có những thời điểm Kha thấy thầy thức đêm để viết sách, thức đêm để suy nghĩ, và Kha rất là lo cho sức khỏe của thầy. Thì sau đó thầy có chia sẻ là thầy viết sách thứ nhất là để lưu truyền lại cho tất cả mọi người, để lại một cái di sản cho tất cả mọi người. Nhưng mà quan trọng hơn hết là thầy viết sách để bán được sách, để mong muốn cái số tiền đấy thầy đưa vào quỹ từ thiện. Thầy luôn sống vì người khác,
làm việc vì người khác một cách hết mình. Vào năm 2020 ấy, là cái thời điểm mà đại dịch đang rất là bùng phát như vậy, thì thầy Phúc đã gọi cho từng học trò của mình, nhắn tin cho từng người một, là xem rằng là học trò của mình đang sống như thế nào, có gặp điều gì khó khăn hay không, và liệu rằng học trò của mình có cái gì để ăn hay không. Và chính tay thầy đã ra vườn để tự chuẩn bị từng mớ rau, từng trái cóc ở trong vườn và từng chai nước mắm một để gửi cho học trò của mình. Thì thực sự ai cũng rất là cảm xúc, bởi vì có một người thầy cực kỳ vĩ đại. Thầy không chỉ quan tâm những việc lớn mà thầy còn quan tâm những việc rất là nhỏ nhặt. Và chính cái hành động đó của thầy đã giúp cho mọi người thay đổi cái cách suy nghĩ, cái cách làm việc. Thầy luôn hướng cho tất cả mọi người làm việc theo một cái nguyên tắc, đó là phải trung thực tuyệt đối. Và Kha luôn quan niệm đó là cái giá trị cốt lõi mà bản thân Kha sẽ phát triển nó trong suốt cuộc sống của mình. Đại diện cho toàn bộ hệ thống, cái điều mà chúng mong mỏi nhất đó là thầy phải luôn thực sự khỏe mạnh. Cái điều số 2 là thầy hãy cứ yên tâm các học trò của thầy, bởi vì những điều thầy dạy chúng em vẫn luôn làm theo, và chắc chắn chúng em sẽ làm được những điều mà thầy mong muốn. Cái sự khác biệt của AAA là nó khắc họa được cho bạn phía trước những cái việc bạn làm, bạn cống hiến. Đó chính là cái mà bạn có thể để lại di sản cho con mình được quyền thừa kế. Bạn có thể hạnh phúc với 20-30 năm cống hiến ở một nơi nào đó. Bạn có quyền tự hào, và tôi cũng tự hào cái điều đó. Nhưng tôi còn tuyệt vời hơn nữa là tôi tự hào rằng tôi không cống hiến 5, 7, 5, 10, 5, 20 năm, mà tôi cống hiến cho doanh nghiệp này từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó chính là sự khác biệt mà không phải dễ gì mà có được nếu như bạn muốn tìm hiểu về cái ngành như bọn người thọ. Và tôi khuyên bạn rằng hãy tìm hiểu đi, và bạn sẽ tìm thấy được cái giá trị tôi nói ở chính trong môi trường ấy này.